Xin chào các bạn, lại là Neo Minh Đan đây. Ở những clip trước, các bạn thường thấy Minh Đan hướng dẫn các bạn vẽ mẫu nhiều rồi đúng không? Nhưng hôm nay Minh Đan sẽ quay bạn học viên nhà Minh Đan vẽ mẫu nail cho các bạn xem nha. Bạn học viên này đang trong quá trình thực hiện vẽ mẫu nhện đang hot trend. Bạn đang rất tỉ mỉ ráp từng bộ phận của nhện lên móng. Và tất cả các chi tiết nhỏ này bạn đều làm bằng gel nặng. Và chắc rằng các bạn đang có những thắc mắc là khi đi học nail xong rồi nhìn mẫu có vẽ được không? Thì clip này cũng đã giải đáp được thắc mắc cho các bạn rồi đúng không? Như trên clip thì bạn học viên này tự làm mẫu mà không cần giáo viên cho mẫu trước luôn nè. Chỉ vài tháng học thôi mà bạn đã tự tin thực hành mẫu vẽ và làm rất đẹp nữa. Các bạn cùng xem hết clip để xem thành quả của bạn học viên nhà Minh Đan nha. Mọi chi tiết về các khóa học nail bạn nhắn trực tiếp vào fanpage để được tư vấn cụ thể hơn nhé. Minh Đan xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.